Ui, hai con đủ hai con. Coi chừng nó cua nó kẹp nha, đau quá. Đủ cua khiếp thật. Nhiều ơi. Đủ. Cua gì mà lắm thế. Hắn đủ. Hai mẹ con có cua. Đủ. Đây 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 đây. Đây, nó cắn á. Đủ hay, giỏi quá. Ui, đủ con gì ạ? Mấy con? Đủ hai con luôn. Hai con luôn. Đủ hai con luôn, chính hai con. Ui trời, hay, đây nè các bạn. Kịp chưa? Ăn tươi đốt sống luôn. Cho cua hả? Nó cắn một xô luôn. Mới cào xíu một xô luôn. Cua gì mà lắm dữ. Sao mà hồ này nhiều cua thế? To ơi, to. Giỏi thiệt. Đi câu cua. Hôm nay trải nghiệm đi câu cua. Câu cua hả? Mày trăm con rồi. Hai mẹ con nó đi câu cua. Đi làm tranh thủ đi câu cua. Cua có nhiều luôn các bạn. Có chừng nha, cua nó kẹp tay nha. Cua kẹp tay đau lắm á. Chảy máu á. Cho nó ăn cỏ đó hả? Bye bye các bạn.